Xin chào anh chị ha. Hôm nay là mình đi thăm đất. Dịch bệnh quá hôm nay mới được đi đây thăm đất. Đây là một cái vùng đất rất là đẹp chị ha, thấy không? Hôm nay là rất là ngẫu hứng cho nên là mình quyết định là mình sẽ chia sẻ về cái lô đất này với anh chị. Thì lô đất của mình nó nằm trong cái khu vực này anh chị ha. Đây là hồ Suối Rau, một cái hồ cũng khá nổi tiếng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Xung quanh để anh chị thấy người ta đang làm cải tạo là cảnh quan nè, xung quanh hết. Cái này trong vòng mình nghĩ là vài năm nữa thôi là khu vực này sẽ rất là đẹp anh chị. Để trước tiên mình sẽ cho anh chị mình xem trên cao anh chị ha. Trước mặt anh chị chính là một cái khu nghỉ dưỡng. Cái khu này là đối diện với đất của mình anh chị. Còn đây là cái cầu thủy lợi nha anh chị nha. Cầu thủy lợi á, cầu này bắt nước qua bên chung là cấp nước huyện tỉnh chị, phục vụ nông nghiệp. Ở đây họ cũng đang cải tạo nè anh chị. Thì cái khu đất của mình là nằm bên phía bên đây anh chị. Đó. Bây giờ đất mình thì cỏ cây không mà, cỏ cây không cho nên là phải cải tạo nhiều. Đó. Nhưng mà mình tin là mình với cái gọi là cái ý tưởng của mình á, mình sẽ làm cho cái khu cái miếng đất của mình đẹp. Đây là lô đất của mình anh chị ha. Lô đất của mình thì nó nằm trên cái mặt đường này. Nó sở hữu mặt đường này chắc cũng phải tầm 70-80 mét lận. Nói chung là mặt tiền đường dài. Đường này thì khỏi nói rồi anh chị, hai container chắn nhau được luôn. Một cái lô đất rất là thú vị. Bao quanh là cái những cái khu sinh thái người ta đang làm anh chị. Ngay chỗ đó họ đang múc nữa là chỗ này thì trong mình nghĩ là đoán trong tầm 5 năm nữa thôi là giống như một cái khu gọi là quần thể sinh thái du lịch luôn á. Đất mình cách cái cầu thủy lợi đó là khoảng tầm chắc chừng 100 mét, không tới 50 mét thôi. Cầu kìa là đất mình. Ở đây thì rất là tiện đi biển chị ha. Ở đây thì là thuộc xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách biển thì chắc chừng hơn 15 cây thôi. Một cái vị trí mình thấy là thật sự là rất tiềm năng luôn chị. Cho nên đó là mình vẫn giữ cái lô đất này từ đó đến giờ. Thì nói chung là hôm nay thì đi thăm đất, sẵn tiện là mình muốn chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện rất là thú vị liên quan đến cái mảnh đất này. Nói chung là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Thì mình chia sẻ đây cho anh chị gọi là cùng nhau mình bình luận ha. Thì hồi đó đó chị, mình về Châu Đức này nè, thì mình có ít tiền mua cái nhà mình đang ở hiện tại đó, anh chị biết rồi đúng không? Cái rồi mình quyết định là mình bán cái lô đất ở Thủ Đức, cái lô đất mà đầu tiên mình mua luôn ở trong cái gần sát với cái làng Đại học Quốc gia. Thì mình quyết định mình bán đó, mình về đây mua luôn đây. Cái mình mua thì lúc đó mình thích cái view hồ đó, nhìn chị thấy đấy đúng không, view hồ. Thì cái đất mình nó cũng có cái đằng sau cũng cái hồ vậy nè. Cái hồ Suối Rau này nó lớn lắm anh chị, cho nên là nó dài xuống tới cuối đất mình luôn đó, cuối đất mình đó. Tại vì đất mình giờ hiện tại là nó cỏ cây quá cho nên là mình đang chuẩn bị sẽ cải tạo nó lại để nói chung là thỏa mãn đam mê của mình thôi. Thì chính vì cái thích ý thích mà muốn kiếm đất hồ vậy đó, mình có nhờ người bạn tìm. Thì hắn tìm cho mình mấy miếng rồi mà không có miếng nó ưng hết. Còn cái miếng này nó rất là ly kỳ. Thì thời điểm đó là mình đang ngồi chơi với bạn mình, cái nó gọi rồi ngay chiều luôn chị, chiều gần tối rồi, nó nói là có cái lô đất này đẹp lắm Dư ơi, xuống đi coi liền đi. Cái mình nghe thì mình lật đật mình chạy đi xe máy, mình chạy thẳng xuống đây. Trong túi mình lúc đó là mình dằn sẵn 10 triệu thôi, dặn đúng 10 triệu. Cái mình tới đây đó. Cái mình tới đây rồi thì đất chút đó là mình chưa làm đâu, nhưng mà có bên đây làm nè anh chị. Lát nữa mình sẽ quay lấy cam lên cho anh chị xem toàn cảnh đây, họ làm đây rất là đẹp. Lúc đó mình tới đây mình thấy họ đang làm nè. Tới đây thì công trình của cái anh này nè, anh này ở Sài Gòn, anh làm lớn lắm anh chị. Cái đất của anh nó view bao quanh hồ luôn, tuyệt đẹp đó. Thì mình thấy anh làm mình mới rồi mình nghĩ mình đoán chắc là chỗ này nó rất đẹp đây, nó rất tiềm năng đây. Mà rõ ràng là cái khu này là khu view hồ. Mình đứng ngay cầu nãy á, đem đi tiếp đây. Mình đứng ngay đó mình thấy rồi, đây là miếng đất của mình rồi.
Và cái giá lúc đó thật sự là rất là rẻ anh chị, rất là rẻ. Mình nói luôn ha, chia sẻ luôn, cái hồi đó đó chủ kêu chỉ có chưa tới 200 một sào, thật chưa ra là kêu 200 đó, nhưng mà cái đất của mình á tổng diện tích là 5 sào rưỡi, tức là khoảng 5.000, hơn 5.500 mét vuông, nhưng mà chỉ mua đúng 1 tỷ thôi, mua đúng 1 tỷ, cho nên đó là coi như là chưa tới 200. Thật sự là cái giá rất là hợp lý luôn. Bây giờ mình hỏi cho anh chị luôn, ở Châu Đức nè, ở Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu nè, mà anh chị kiếm một cái miếng đất mà view hồ á, xin thưa là bây giờ là không dưới 1 tỷ một sào đâu. Không dưới 1 tỷ một sào, thậm chí có những chỗ mà 1 tỷ rưỡi 2 tỷ một sào luôn đó anh chị. Nó rất đắc địa. Cho nên đó là thật sự là bây giờ là mình nghĩ lại là đúng là mình rất là may mắn. Nhưng mà sở dĩ mà mình có được may mắn đó đó là cũng một phần á là nhờ là cái sự liều. Liều. Thật sự là mình phải dùng cái từ liều khi mà nói về cái chuyện mà mua lô đất này, mua lô đất mà 5 sào rưỡi này. Tại vì khi mà xem cái lô đất này xong đó anh chị, là mình lập tức chạy tới, nhờ người bạn mình chạy tới chợ, tới nhà người chủ. Người chủ này là chủ của quán cà phê, một cái cà phê mà sau này nổi tiếng ở Châu Đức này. Nói chung mà nói đến cái quán cà phê này ai cũng biết. Thì cái người chủ này chính là người mà gọi là sao ta, vì giàu nhiều tiền cho nên cái phong cách cũng rất là bất cần. Rất là bất cần. Mà thật sự là mình thì tính mình cũng rất là bất cần theo. Nhưng mà thật sự là đất này nó quá đẹp, cho nên là lúc mà mình gặp chủ á, thì anh ta ảnh không có sổ cho mình xem. Không có sổ luôn anh chị. Nói giờ sổ đang làm gì chung là vậy đó. Bây giờ được thì cọc được thôi. Rồi mình thì lúc đó là mình mê quá rồi, cho nên là mình cũng chả cần xem sổ. Chứ thật sự anh chị mình đi mua đất á, ít nhất là phải xem cái sổ đúng không? Mà mình thì không cần xem luôn. Và quan trọng nữa là mình không có trả giá luôn. Không trả giá luôn anh chị. Tại vì chủ họ nói là giờ tôi bán giá đó đó, được thì mua. Thì mình suy nghĩ một hồi, nói thì nếu bớt được một chút thì cũng tốt thôi chứ có sao đâu. Nhưng mà bây giờ không bớt thì ok, mình chơi luôn. Tại vì thật sự là cái lô đất đó mình thấy giá nó quá hợp lý rồi. Và mình cũng coi sơ sơ, thật sự là mình coi sơ sơ thôi chứ mình không rành. Thời điểm đó mình không có làm đất anh chị, cho nên là mình không có biết test quy hoạch gì đâu. Mình thật sự đó mình lèo lắm. Mình chỉ thấy là nó sơ sơ, là mình thấy nó có đường rồi đường này nọ thôi, thì mình mua thôi, cũng chẳng biết quy hoạch nó như thế nào. Nói chung mình lèo lắm, tại vì mê quá rồi đó. Chứ bây giờ mà thật sự nếu mà kêu mình mua lại giống vậy á, chắc là mình cũng khó làm được vậy. Mình không dám lèo nữa. Tại vì một phần bây giờ là cái bất động sản bây giờ giá mềm cũng khó kiếm lắm anh chị. Nhưng mà nếu như có cái chỗ nào nó mềm thật sự mà mình test nhanh mà nó ra được cái pháp lý của nó ok á, là có khi mình cũng sẽ liều như vậy đó. Để có thể sở hữu được lô đất gọi là tiềm năng mà giá mềm chứ đúng không? Chứ nhiều khi mà mình kỹ quá, như thời điểm mà lúc mà mình cọc tiền cho cái anh chủ đất này nè, mình mà kiểu như là mình kỹ quá mà nó thôi để giờ xem xét lại coi kỹ lại thì chắc chắn cái lô này mất. Tại vì khi mà mình vừa cọc một cái đợt luôn là chủ họ kêu đó, bây giờ có người đầu mua, có người đầu mua trả mình tới 200 nữa, tức là đầu mua giá tỷ 2 đó, tức là ngay trong tích tắc là mình có được 200 triệu đó. Nếu như ai mua đầu tư đó, thì có thể là sẽ suy nghĩ liền cái việc mà sang tay liền đó. Nhưng mà mình thì mình nói rồi, đây là một cái tài sản gọi là đam mê của mình, cho nên là mình mua là mình để cho dù nó cái cho mình gấp đôi, tức là cho mình 1 tỷ luôn, mình cũng chưa chắc mà mình đã chịu đâu. Nhưng mà có thể là cho nhiều hơn thì sẽ suy nghĩ lại. Nó giỡn vậy thôi đó. Thì cái lúc mà mình cọc, mình nói là mình xin kể lại tiếp chi tiết là lúc mình cọc á thì mình chỉ có 10 triệu à. Và mình nghĩ là cái lô đó này mình chưa được xem sổ. Chưa được xem sổ thì thôi mình cọc 10 triệu thôi, chứ mình cọc nhiều quá nó rủi ro sao. Nhưng mà khi mình vừa về á, cái người bạn mình mới nói với mình á, trời Dư ơi, mày cọc có 10 triệu à, rồi lỡ đâu chủ họ có người mua họ bẻ cọc mày sao, có 10 triệu họ đền mày 20 triệu hả, trả bao nhiêu hết trơn á. Thì đúng thật sự là như vậy. Nếu mà bây giờ có người ta trả tới 200 triệu đó, thì giờ rõ ràng là 200 chủ họ được 200 mà trả mình có 20 thì quá bèo đúng không, quá bèo. Họ chỉ mất có 10 triệu thôi, 1 triệu tiền cọc thôi đó. Cho nên đó là thật sự là thời điểm đó mình cũng đắn đo lắm. Cái mình mới gọi chủ thì chủ mới bảo là thật sự là cái anh này, cái anh chủ này rất là uy tín luôn. Mặc dù là phong cách rất là bất cần, nhưng mà anh nói một câu là bây giờ có ai trả tôi 200 hay 300 nữa thì tôi cũng không bán đó. Tức là bây giờ tôi hỏi anh á, tôi hỏi anh là nếu anh muốn bán lại thì tôi sẽ giới thiệu cho, còn riêng nếu anh không bán thì thôi, chứ tôi không có bẻ cọc.
đó. Tôi không bao giờ bị cọc tại vì tôi làm ăn lâu dài đó. Cho nên là mình cũng rất là may mắn gặp cái người chủ uy tín, chứ sợ bây giờ chị cũng biết rồi, chị đất đai mà lời trong tích tắc ha, mấy trăm thì người ta sẵn sàng người ta bỏ bán đi cái uy tín chứ. Cho nên là người ta có quyền chứ, người ta có quyền, thật sự là có quyền bẻ cọc. Nhưng mà cái anh này không làm vậy hả, cho nên là cuối cùng thì cũng tới ngày công chứng lô đất này. Thì mình cũng ngại, thật sự mình nghe vậy nhưng cũng lo chứ anh chị. Cho nên là thôi bây giờ thay vì công chứng 30 ngày thì là mình chỉ hẹn công chứng có trong vòng 10 ngày hả? Càng sớm càng tốt anh chị. Chứ nhiều khi mình cũng đâu chắc được gì đâu. Cho nên là mình đã hẹn ảnh công chứng sớm hả? Chỉ trong 10 ngày thôi. Là cuối cùng là công chứng rồi thì yên tâm rồi, trồng tiền hết. Rồi bây giờ là lô đất này là của mình rồi hả? Thì lô đất này nó đã được 2 năm rưỡi rồi anh chị. Tính đó là để mình quay clip này nè, tới lúc mình mua á, mình nhớ chính xác luôn là cái ngày 30, ngay cái lễ 30 tháng 4 năm 2018 anh chị. 2018. Bây giờ là ngày tháng 10 2021. Ủa? Không phải anh chị, 2019. Mình xin lỗi, đã nhầm. Mình mua cái lô đất này là lễ 30 tháng 4 năm 2019. Bây giờ là tháng 10 năm 2021 rồi. Là khoảng được gần 2 năm rưỡi rồi, gần 2 năm rưỡi. Đó. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị ha. Mình chuẩn bị trong cái mùa dịch này nè, mình sẽ có thể là mình sẽ vô cải tạo nó. Đó. Với cái diện tích 5 sào rưỡi mà giáp hồ khu sinh thái như thế này thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều để làm đó. Đó. Có nhiều điều để làm. Nhưng mà mình sẽ cải tạo từ từ. Thì hôm nay là mình chia sẻ cái video này thì muốn không chung là không muốn có để nói điều gì, chẳng qua là lâu quá rồi không đi thăm đất. Tại vì dịch mà, dịch thì mấy tháng nay đâu được đâu đâu. Cho nên là hôm nay thì mình cũng ngẫu hứng mình lập clip này mình chia sẻ cho anh chị. Thì đại loại là mình cũng muốn chia sẻ nhắn nhủ cho anh chị là nhiều khi mua đất á có cái duyên anh chị. Đó, và đôi khi cũng phải cần có chút liều. Chút thôi nha. Chứ liều quá là chết luôn á. Tại vì ha dễ bị ôm cục đắng lắm á. Đó, cho nên là mình nên tìm hiểu kỹ và có một chút gọi là tính toán vào, quan trọng là sự quyết đoán anh chị. Đó, chứ mà không quyết đoán là nó dễ ha hụt mất cái cơ hội lắm. Đó. Sau hôm đây anh chị, những lô đất này là đều giáp hồ hết chị ha. Đó. Con đường này đường ngọn đường vô đó. Hai bên đều giáp hồ, cái hồ này nó len lỏi vào trong anh chị, nó đẹp lắm. Như anh chị bây giờ thấy là nó cỏ cây không à? Tại vì người ta chưa có làm á, mà đụng ngay cái mùa dịch này nữa. Đó. Những chỗ ta làm rồi nè, đó, đang làm bên đây, phía đây đang làm rồi nè. Đó, rồi phía đối diện mình cũng họ đã làm, đang hoàn thiện nè. Đó. Một khi mà nó hoàn thiện hết rồi, nguyên khu này rồi thì thật sự đẹp tuyệt vời luôn. Đây cục điện nhà nước mới cắm thêm nè, điện cao. Điện điện này cũng hoành tráng đó. Đó. Cái đường này thì có thể là sau này nếu mà mấy anh em trong đây ha cùng hùng nhau mình làm đổ nhựa nữa thì đẹp. Đó. Rồi, chào tạm biệt anh chị ha. Hẹn anh chị ở những video khoe những cái gọi là thành quả tiếp theo về lô đất này. Mình đang đi qua cái cầu thủy lợi. Đây là một cầu cũng rất là đẹp anh chị. Cầu này là cầu dẫn nước anh chị, dẫn nước tưới đó. Bây giờ là mình sẽ đi qua cầu này để quay cho anh chị tham quan một cái khu vườn rộng hơn 2 hectare anh chị. Hơn 2 hết cũng giáp với cái hồ này luôn. Đó, một cái gọi là mẫu nhà vườn cũng rất là đáng để xem đây. Anh chị mình nhớ là theo dõi đón xem nha.